trang trí một tay không đổi ha. Ok. Xin chào anh chị và các bạn. Hôm nay mình giới thiệu một món gọi gà cũng rất là ngon, dùng để đãi tiệc hoặc thay đổi khẩu vị cho gia đình ha. Ở đây mình có nửa gà 800g, 3 gốc sả, một ít lá dứa, 30g riềng, 30g gừng. Mình có hai củ hành tây, hai quả chanh, rau răm, rau húng lủi. Đặc biệt để cho gọi gà thơm, ở đây mình dùng lá chanh thái, lá chanh chúc các bạn, lá chanh số 8 gì là nó luôn ha. 50g hạt điều, một muỗng canh mè rang, 30g hành tím cắt lát để mình phi hành ha. Các bạn vào bếp cùng mình ha. Các bạn chuẩn bị cho mình một nồi nước để hấp gà ha. Ở đây gà mình hấp chứ mình không có luộc. Mình cho lá dứa, sả, mấy lát riềng, mấy lát gừng, cho hai muỗng canh rượu trắng ha. Các bạn nấu sôi ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho gà vào hấp. Các bạn hấp cho mình 40 phút ha. Hành tây mình sẽ cắt lát mỏng. Rồi bây giờ mình ngâm vào nước lạnh để cho nó giảm cái vị hăng mà nó giòn ha. Rồi mình cho đá vô, làm tay của mình nó giòn. Đây mình làm món hôm nay mình làm món gọi gà hành tây, cho nên mình xài hành tây nhiều một chút ha. Hành tây nhiều các bạn ăn nó bị hăng thì mình ngâm mình đá cho hết hăng, lại giòn rất là ngon. Rồi mình ngâm vào thau nước đá luôn, để các bạn cắt nhỏ. Cắt mà nó còn lá cắt ra làm 3, 4. Còn rau húng lủi mình lấy lá ha, bỏ cọc. Cái rau húng lủi này các bạn ăn được thì rất là thơm ha. Cái món gọi có rau húng lủi nó rất là thơm. Còn để mình phi hành ha, cho hành vô để mình phi. Quá thơm. Gà mình nó chín rồi ha. Rồi bây giờ mình lấy ra. Các bạn lấy ra để nguội ha. Các bạn cho mình 1 muỗng rưỡi nước cốt chanh. Mình dùng nước cốt tắc cũng được ha. Mình dùng giấm cũng được. 1 muỗng canh dầu phi hành. 2 muỗng canh nước mắm. Ba muỗng canh đường, rồi mình dầu đều lên ha, cái dầu phi hành vô cái gọi của mình rất là thơm, rồi các bạn điều chỉnh vị chua theo khẩu vị của gia đình ha, sẽ phai nữa ha, dạ rất ngon. Rồi, cái phần gà này các bạn cho mình 1 muỗng canh nước sốt ha. Trộn nó lên cho nó thấm gia vị. Giờ mình cho hành tây vào tô ha. Mình hơi nhiều, các bạn cho mình 3 muỗng canh nước sốt. Rồi, bây giờ mình trộn đều ha. Rất ngon. Hành tây mình ngâm nước đá như vậy nó giòn, nó giảm vị hăng. Ai không ăn được hành tây cũng có thể ăn được. Các bạn làm mà không ngâm nước thì nó hăng dữ lắm.
cho hành phi, cho rau răm, bóng lũi, cho hạt điều, cho điều rang, hạt điều, cho ít mè. Rồi cái phần nước sốt còn lại các bạn cho mình bột muống canh. Ở đây còn lại phần bột muống canh thì mình sẽ bỏ ớt vô để mình chấm ở ngoài ha. Rồi bây giờ các bạn trộn đều. Rất là ngon. Đấy. Làm nhanh, thơm ngon, an toàn. Món này để đãi tiệc, bạn bè, gia đình, thay đổi khẩu vị rất là hợp ha. Rồi bây giờ các bạn cho lên ít lá chanh. Đấy, món ăn của mình nó sẽ thơm hơn nhiều ha. Có lá chanh vô rất là thơm. Gọi miếng chuồng hải sản là một món khai vị rất là ngon, miếng thấm gia vị, tôm cũng vậy, mực cũng rất là ngon ha, chua chua ngọt ngọt rất hấp dẫn, rất kích thích vị giác. Các bạn hãy làm thử cho gia đình thưởng thức. Xin chào anh chị và các bạn, hôm nay mình chia sẻ một món ngon để đãi tiệc, món khai vị rất là ngon, đó là món gọi miếng trộn hải sản. Ở đây mình có 200g miếng, 200g tôm, 300g mực, mình có 10g nấm lông cô khô, 20g mè rang, 50g gừng chua, một ít riềng, gừng và gốc ngò. Cái phần này mình để trụng mực và tôm cho nó thơm. 20g hành tím băm, 30g tỏi băm, một ít tắc ha. Ở đây mình dùng cái chua là mình dùng tắc, các bạn có thể dùng chanh hoặc giấm. Mình có thêm một củ cà rốt, một ít cần tây và gò rí và một củ hành tây ha. Rồi không thể thiếu bánh phồng tôm ha. Rồi các bạn qua bếp của mình nha. Hành tây các bạn cắt khoanh ha, cắt khoanh mỏng. Các bạn cắt khoanh mỏng chút xíu cho nó ngon ha. Các bạn ướp cho mình một muỗng canh đường ha. Các bạn trộn lên thì nó ra đấy, cho hành tây mình nó có vị ngọt ngọt ha, nó giòn, nó bớt bị hăng ha. Rồi các bạn cũng ướp cho mình một muỗng canh đường. Gừng chua mình cũng cắt sợi ha, mỏng, cắt mỏng cũng ngon. Đây mình sử dụng là miếng dông ha, miếng ngoài Bắc, miếng Hà Nội á. Để các bạn ngâm cho nó nở ra, ngâm khoảng 10 phút cho nó nở ra nha. Mực các bạn sẽ cắt hoa ha, mình cắt hoa nó ăn nó đẹp hơn ha. Đấy. Mình cắt miếng nhỏ và dài ha. Mình dùng nước tắc để tạo vị chua ha. Cắt cho mình một nồi nước, cho gừng, riềng, gốc ngò, và cho ít muối ha, cho khoảng 2 muỗng canh rượu. Rồi các bạn nấu sôi ha. Rồi bây giờ nước sôi mình cho nấm lông cô vào luộc khoảng 2 phút ha. Rồi bây giờ các bạn ngâm một thau nước đá. Rồi giờ tiếp tục mình cho tôm vào luộc ha. Các bạn cũng luộc cho mình khoảng 2 phút cho tôm nó chín nha, nó vừa chín tới thôi. Rồi mình cũng ngâm vào nóng đá luôn. Rồi tiếp tục các bạn cho mực vào mình luộc luôn ha.
mực mình cắt nhỏ luộc khoảng 3 phút thì là mực nó chín. Rồi bây giờ mình vớt ra cho mình nước đá luôn ha. Rồi bây giờ mình đã vớt ra để ráo, mực rất là trắng giòn ha. Giờ nấm đông cô mình sẽ cắt đôi. Tôm các bạn lọc vỏ ha. Rồi mình để đây, khi nào mình ăn mình dọn gọi thì mình sẽ trình bày trên đĩa ha. Rồi các bạn cho mình khoảng 4 muỗng canh dầu. Rồi các bạn cho hành và tỏi vào ha. Các bạn phi cho tỏi và hành nó vàng luôn để mình lấy cái dầu phi hành ha. Rồi giờ mình cho ra tô ha, để riêng. Đây là một ít dầu. Các bạn cho nấm đông cô mình xào sơ ha. Rồi các bạn cho ít hạt nêm. Mình xào cho nấm đông cô nó thơm ha. Các bạn cho mình một nồi nước ha, cho một muỗng cà phê muối, một muỗng canh dầu ăn. Các bạn đổ sôi ha. Rồi các bạn cho miếng vào, mình trụng nhanh ha. Các bạn trụng cho mình 1-2 phút thôi, mình vớt ra. Rồi các bạn ngâm qua nước đá ha. Các bạn ngâm nước đá để miếng của mình không có chín nữa ha, nó giòn. Đó, nó không có bị mềm. Rồi chút xíu nữa các bạn vớt ra để ráo ha. Bây giờ mình sẽ làm nước sốt để trộn gỏi. Các bạn cho mình 4 muỗng canh nước cốt tắc. Bốn muỗng canh nước mắm. Dùng 4 muỗng canh đường. Cho 1/2 muỗng cà phê muối, cho 2 muỗng canh tương xí muội. Cho thêm 2 muỗng canh tương ớt. Cái dầu phi hành, phi tỏi hồi nãy mình cho hết chỗ đây hết ha. Rồi phần cái mình giữ lại, chút xíu mình trộn xong. Giờ mình làm thêm một chén nước chấm ở ngoài cho món gỏi ha. Các bạn có thể dùng nước sốt trộn gỏi mình làm cũng được. Rồi bây giờ mình làm thêm một chén nước mắm mới. Các bạn cho một muỗng canh nước cốt chanh, một muỗng canh nước mắm, 2 muỗng canh nước dừa. Các bạn nào không có nước dừa cho nước lọc ha. Mình cho 1/5 muỗng đường, muỗng canh đường nữa các bạn. Rồi mình cho ớt băm, tỏi băm. Rồi mình trộn phần này lên để làm nước chấm ha. Rồi, cà rốt các bạn thấy nước ra nhiều ha. Bây giờ mình vắt nha, vắt nước mình lấy cái thôi. Phần hành tây này cũng vậy, vắt nước ha. Phần gừng chua mình cũng vắt nước luôn. Bây giờ các bạn cho nấm đông cô vô, cho mực vô luôn ha. Bây giờ các bạn cho mình 4 muỗng canh nước sốt. Rồi các bạn trộn đều cho nó thấm ha. Giờ các bạn cho miếng vào, rất là rời ha. Cho cần tây, ngò rí. Ít mè rang nữa ha. Để các bạn cho thêm 4 muỗng canh nước sốt. Rồi mình trộn đều lên ha.
rất ngon. Món này rất kích thích vị giác, nó lạ, ăn rất là ngon ha. Các bạn hãy làm để thưởng thức ha. Giờ các bạn cho một ít ớt, màu sắc, thêm màu sắc cho món ăn ha. Ít tỏi phi, nửa muỗng cà phê tiêu, tùy theo ha. Mình ăn cay nhiều mình dùng nhiều. Rồi mình trộn đều lên ha, rất là ngon, mùi vị rất hấp dẫn. Các bạn cho mình một muỗng canh nước sốt, mình trộn qua để cho thấm gia vị luôn ha, rất hấp dẫn nha. Cho một ít hành phi lên trên, rang ha. Đây là món gọi bò bò thấu đậm đà, thịt bò rất là mềm, dùng để đãi tiệc thay đổi khẩu vị đều là hợp. Xin chào anh chị và các bạn, hôm nay mình giới thiệu một món gỏi rất là ngon, dùng để tiếp khách hay đãi tiệc thay đổi khẩu vị cho gia đình ha. Đó là gọi bò bò thấu. Ở đây mình có 300g thịt bò, rau húng lủi, rau bạc hà đó các bạn, một ít ngò rí và một ít ngò gai, rau răm, 7 lá chanh, một ít đậu phộng, một muỗng canh mè rang, một muỗng canh tỏi băm, và có 30g tỏi nhưng mà sắc lát để mình phi ha, một phần tôm, mấy quả tắc, một củ hành tây, một củ cà rốt và một ít khóm. Các bạn vào bếp của mình ha. Rồi, thịt bò mình sẽ cắt miếng mỏng ha. Không bị dai ha. Các bạn cho mình một muỗng canh nước tương, một muỗng cà phê dầu mè, 1/2 muỗng cà phê hạt nêm, một ít bột ngọt, 1/2 muỗng cà phê tiêu xay, 1 muỗng canh tỏi băm. Rồi các bạn trộn đều ướp cho mình 30 phút ha. Rồi các bạn ngâm vào tủ nước lạnh. Ở đây mình muốn giữ cái độ giòn của cà rốt cho mình, không cho muối vào, mình sẽ ngâm cho nó giòn ha. Rồi mình ngâm vào nước lạnh luôn ha. Còn khóm các bạn cắt mỏng, khóm các bạn cắt mỏng. Cho thêm đá vào mình ngâm cho nó giòn, cho hành tây nó bớt hăng ha. Muỗng lủi các bạn cắt nhỏ ra ha, cắt khoảng 3. Mình sử dụng một ít rau răm ha. Một
phần ngò gai, phần ngò gai và ngò bí mình cũng cắt nhỏ. Các bạn dùng thêm lá chanh cho món ăn của mình nó thơm ha. Lá chanh mình cắt nhuyễn. Rồi ngâm vào nước lạnh. Các bạn cho vào tí dầu ăn để chiên bánh phồng tôm. Rồi bây giờ mình cho bánh phồng tôm mình chiên ha. Bây giờ mình cho tỏi vào phi ha. Các bạn phi hơi vàng nên nó bị đắng. Các bạn chừa lại cho mình một muỗng canh dầu. Bây giờ mình cho bò vào mình xào ha. Mình xào chín thì bò sẽ bị dai, xào vừa tới thôi. Rồi bò của mình đã vừa chín tới này, rất là ngon, thơm, dầu mè rất là thơm các bạn. Rồi tắt bếp ha. Mình dùng 3 trái hiểm để mình tạo cái vị cay. Các bạn nào thích ăn cay nhiều thì mình tăng lên ha. Giờ mình băm nhỏ. Bây giờ mình sẽ làm nước mắm để mình trộn gỏi ha. Các bạn cho mình 1 muỗng rưỡi tắc, 2 muỗng canh nước mắm, cho 3 muỗng canh đường. Rồi các bạn trộn đều cho nó tan ha. Rồi các bạn cho cà rốt, hành tây vào một cái tô ha. Cho phần khóm vào luôn. Cho vào đây 2 muỗng canh nước mắm, nước sốt đó các bạn. Trộn lên ha. Trộn lên cho nó thấm, ngon rồi ha. Cái phần thịt bò này mình chỉ cho vô 1 muỗng canh nước sốt. Phải trộn cho qua. Trộn đi ha. Nó thấm gia vị. Các bạn cho thịt bò vào. Cho thịt bò vào đây ha. Cái phần nước của bò các bạn bỏ đi. Mình cho tỏi phi vô. Cho mè rang, cho húng lủi, rau răm, ngò gai, ngò rí ha. Bạn cho ít lá chanh nữa. Cho đậu phộng vào. Cho thêm 1 muỗng canh nước sốt. Rồi mình trộn lên ha. Đây là món gỏi miếng dưa leo tôm thịt rất là hấp dẫn. Xin chào anh chị và các bạn. Hôm nay mình chia sẻ một món gỏi cũng rất là ngon, dùng để đãi tiệc và thay đổi khẩu vị cho gia đình ha. Ở đây cũng là một món khai vị.
đó là gỏi miếng dưa leo tôm thịt. Ở đây mình có 150g miếng, 200g tôm, 200g thịt ba rọi, 3 quả dưa leo, 1 quả cà rốt. Mình có 50g hành để phi ha. Mình phi mình lấy dầu hành và hành phi. Mình có rau răm, rau húng lủi, mũi tắc và 50g hạt điều. Các bạn với của mình ha. Đây, các bạn cho miếng vào ngâm ha. Các bạn ngâm cho mình 10-15 phút cho nó nở. Mình cho 10g riềng, 10g gừng, cây sả. Các bạn cho 1 muỗng cà phê muối ha. Rồi nấu sôi ha. Rồi các bạn cho tôm vào mình trụng ha. Các bạn trụng cho mình khoảng 2-3 phút cho tôm chín ha. Rồi các bạn ngâm tôm vào nước đá ha. Rồi, cho nó tươi nó ngon. Rồi bây giờ mình cho thịt ba rọi vào mình luộc. Các bạn luộc cho mình khoảng 5 phút ha. Rồi các bạn cắt đôi quả dưa leo ra. Mình dùng muỗng mình nạo cái ruột nó ra. Dưa leo các bạn cắt khúc. Rồi các bạn ướp cho mình 1 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê muối. Rồi các bạn trộn đều cho nó ra nước ha. Ra bớt nước đi rồi dưa leo của mình sẽ giòn. Rồi cà rốt mình cũng cắt miếng mỏng. Các bạn cắt sợi mỏng ha. Các bạn cũng cho mình muỗng canh đường ha. Để các bạn trộn đều lên ha, cho nước nó ra. Rồi các bạn để cho mình 15 phút nha. Phần rau răm này mình sẽ cắt lớn ha. Bạn cắt thành đồng, đồng đôi, đồng ba gì đó. Húng lủi mình sẽ lặt lá lắm. Cho húng lủi vô húng gọi mình rất là thơm. Thịt mình chưa chín hẳn các bạn không sao hết, chút xíu mình sẽ áp chảo nó. Bây giờ các bạn sẽ cắt làm ba, cắt sợi sẽ lớn á. Giờ các bạn ướp cho mình 1 muỗng cà phê dầu mè, 2 muỗng cà phê dầu hào. Một phần hai muỗng cà phê tiêu. Rồi các bạn trộn đều lên ha. Rồi thấm gia vị. Các bạn cho mình 4 muỗng canh dầu ăn. Rồi mình cho hành tím vào để phi hành ha. Rồi bây giờ nó gần được rồi. Bây giờ mình tắt bếp và mình lấy ra nó vàng là vừa ha. Để lại một ít dầu hành ha, cho thịt vào. Các bạn xào cái thịt mình nó căng lại luôn ha. Mình áp chảo á, mình áp chảo cho thịt nó căng lại. Rồi bây giờ các bạn thấy thịt mình nó căng lại rồi ha. Nó bớt mỡ đi. À, gia vị nó thấm vào thịt. Đậm đà. Rồi mình cho ra ha. Các bạn cho mình một nồi nước ha, cho 1 muỗng cà phê muối, cho 1 muỗng canh dầu phi hành. Các bạn nấu sôi để mình trụng miếng ha. Rồi bây giờ nước đã sôi, mình cho miếng vào trụng ha. Các bạn trụng cho mình khoảng 2 phút để cho gọn miếng nó chín mềm. Rồi giờ các bạn vớt ra ha.
Rồi mình ngâm bằng nước đá ha, để nó không có chín nữa, còn miếng mình nó giòn hơn. Ở đây mình dùng một chua là bằng tắc, các bạn có thể dùng chanh hoặc giấm ha. Tắc các bạn cắt cái đầu mình nặng cho nó dễ. Rồi bây giờ mình sẽ đi làm nước sốt để chuồng gọi ha. Ở đây mình dùng là 3 muỗng canh nước cốt tắc, 3 muỗng canh đầy nha các bạn, 3 muỗng canh nước mắm. Cho 3 muỗng canh đường. Các bạn nào thích ngọt thì mình tăng đường lên chút ha. Cho 2 muỗng canh tương ớt. Nước sốt của mình nó có màu. Cho 1 muỗng canh tương xí muội. Tương ớt xí muội đó các bạn. Các bạn cho thêm nửa muỗng canh dầu mè. Mình cho thêm 2 muỗng canh dầu phi hành. 1/2 muỗng cà phê tiêu. Rồi các bạn trộn đều nước sốt lên ha. Dưa leo các bạn muốn nó nhanh mềm thì mình cắt mỏng mỏng chút xíu ha. Rồi mình cho vô chút muối, một ít thôi, còn cho đường nhiều hơn ha, để nó hơi có vị mặn ha. Rồi bây giờ mình vắt lên nước ha. Rồi cà rốt nó ra nước quá nhiều ha, giờ mình vắt nước ha. Rồi, bây giờ các bạn cho mình 2 muỗng canh nước sốt. Và trộn đều lên ha, cho nó thấm vô rau. Rồi phần tôm các bạn cho mình 1 muỗng canh nước sốt ha. Bạn trộn đều cho nó thấm vào tôm ha. Ăn con tôm nó không bị lạc. Đấy, nó chín mềm ha, nhưng mà mình ngâm vô đá thì nó giòn giòn, nó mềm mềm giòn giòn. Các bạn đừng để miếng cứng quá ha, miếng cứng quá nó mất ngon. Rồi mình cho vào đây 3 muỗng canh nước sốt ha. Các bạn trộn đều lên cho miếng nó áo đều nước sốt nha. Mình trộn như vậy là miếng áo đều hết sốt rồi ha. Rồi các bạn cho rau răm, húng lủi. Rồi mình cho miếng vô. Rồi bạn cho thịt ra rọi vô ha. Rồi cho hành phi. Rồi mình cho hạt điều ha. Các bạn không có hạt điều mình có dùng đậu phộng cũng được, mè rang cũng ngon. Bạn cho mình thêm 3 muỗng canh nước sốt nữa ha. Cái nước sốt còn lại các bạn dùng để chấm gỏi ha. Để ngoài mình chấm gỏi mình thêm vài lát ớt vô mình chấm gỏi rất là ngon ha. Các bạn thấy nó sánh rất là ngon. Giờ mình trộn đều gọi nó lên ha. Đấy, xanh xanh đỏ đỏ rất hấp dẫn, rất là ngon. Đây là một trong những món nướng rất là ngon, chua chua ngọt ngọt. Rồi bây giờ mình sẽ ra tiệc ha, rất ngon, rất hấp dẫn. Đây là món gỏi miếng dưa leo tôm thịt, rất là hấp dẫn. Các bạn làm để thay đổi khẩu vị gia đình ha. Bạn bè tới cứ tới mình làm món này đãi khách tuyệt vời. Rồi mình cho tôm lên ha. Các bạn thấy rất là ngon ha, mình có một món miếng trộn cực kỳ hấp dẫn, đãi tiệc tuyệt vời ha. Video của mình đến đây đã xong, anh chị và các bạn thấy hay có ý nghĩa chia sẻ cho mọi người cùng làm, và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Bye bye.